ngược dòng sông ấy, nước mắt trong lành hội muôn. Như chiếc lá, như cành cây khô gầy rụng trước gió, cuộc đời vẫn thế, vẫn sinh ly từ biển. Đừng quên năm tháng được gần mẹ cha, đừng quên câu nói mai này con sẽ hiểu. Một ngày khi nghĩ về những gió mưa nhọc nhằn nặng tiếng lòng, rồi hành trang ấy ai sẽ mang khi lìa chân. Như hạnh phúc, như tình yêu vốn đâu cần nguyên do, cuộc đời vẫn thế, có yêu thương thù hận. Đừng như mây gió nhẹ nhàng trôi đi, đừng quên yêu thương nơi làng quê mái nhà. Rồi ngày sau nghĩ về những tháng năm vô thường nặng tiếng lòng, nơi đây còn bao tiếc nuối nhớ thương đầy vơi. Nhẹ lòng ai đi qua mênh mông dòng sông, ngước mắt nhìn về trong tim còn lại. Trời ơi, anh chủ quán vừa đẹp trai vừa dễ thương mà pha chế giỏi nữa. Vậy tôi là khách hàng quen ở đây để được nhìn thấy anh mỗi ngày nghe. Nếu như mà quý khách đến đây vì cà phê á thì chúng tôi rất là vui. Muốn tán tỉnh ba tôi. Con thì đúng là tốt thiệt, nhưng nếu ba con lấy vợ khác thì chắc chắn ba con không yêu vợ bằng yêu con được. Đó là lý do tại sao phụ nữ thường tránh những người đàn ông đã có con. Phải thử mới được. Cà phê đây à. Ba con mới đi học về nè. Con qua bàn đi rồi ba dẫn đi ăn cơm trưa. Ủa, đây là con gái của anh hả? Dạ đúng rồi, con là con của ba con. Nhưng mà ba của con đang độc thân, nên là nếu như cô muốn tán tỉnh á thì cứ thoải mái. Nè Nhi, con nói cái gì vậy? Hả? Tôi chợt nhớ ra là tôi có việc bận. Thôi tôi gửi tiền cà phê cho anh nè. Cô sao cô bỏ đi vậy? Không phải là con đã đồng ý việc cô với ba con quen nhau. Hồi nãy cô cũng muốn vậy mà. Sao mà cô nghe tin ba con có con là cô đổi ý vậy? Hay là cô không thích người đàn ông đã có con hả? Đúng rồi. Nhưng mà không phải. Cô đi nha. Cô ơi, người đàn ông đã có con thì sao chứ, cũng có gì xấu xa đâu. Với lại ba mình cũng đẹp trai chứ bộ. Nè con đó Nhi, con nó xem ba là cái gì đi bán tùm lum vậy? Con không bị sao hết đó. Thôi ba ăn cơm mình nha, con về nhà ngủ. Bye bye. Nè Nhi, con bé này thiệt tình à. Ba nhận được tiền rồi mà hình như hơi ít nghe, chắc xài chừng vài bữa hết á. Ba phải tiết kiệm đi, ba phải tự nấu ăn chứ, đừng có kêu đồ ăn ở ngoài nữa, không tốt đâu. Thì ba cũng đang nấu ăn nè, chứ đâu có ăn cơm hộp đâu. Hay là con mướn người giúp việc cho ba đi. Ba già rồi, làm riết người nó cũng mệt mỏi quá con ơi. Nếu mà ba không ở một mình được á thì dọn về nhà chị Hiền đi, khỏi mua nhà gì hết á. Ba nói giỡn thôi, ba tự làm cũng được. Trời đất ơi, khỏi cần tới giúp việc đâu, tự mình làm chút xíu xong chứ gì. Vậy nha ba, con làm việc đây.
hơn chút hăm dọa mình. Con cái thiệt chứ. Thiệt tình, chưa thấy ai khổ như tôi vậy trời. Làm sao tự nhiên thuê cái nhà chi cho nó rộng mênh mông, lau chùi thì không nổi. Chắc phải nhờ mấy đứa con dâu qua đây để nó làm chứ. Có dâu có con mà sai nó chứ. Bây giờ điện mà kêu con Thúy nó qua đây, nó lên lớp nó dạy đời nhức đầu nữa. Chỉ có con Hiền là dễ nhờ nhất thôi. Alo, con nghe ba. Không biết sao mấy bữa nay ba thấy trong người nó mệt quá trời quá đất. Ba bị bệnh hả? Ba có cần đi bệnh viện không? Hay là để con gọi anh Tâm về đưa ba đi nha. Không cần đâu con, không cần đâu. Ba chỉ mệt thôi, không cần phải đi bệnh viện đâu. Đừng có nói với anh Tâm nghe. Nói nó đây rồi nó qua, nó bắt ba về bên đó ở, mất công lắm à. Có chuyện gì vậy ba? Hình như con nghe tiếng bể gì đó phải không? Không có gì đâu. Bà đứng dậy rồi nó lỏng chỏng, nó ngã, nó bể cái ly. Thôi, vậy để con chạy về coi sao. Bà ở yên đó, đừng đi đâu hết nha. Bà nói không sao mà. Con làm đi, rồi chiều rảnh con qua. Giờ đang đi làm sao qua được? Dạ không sao, con xin nghỉ phép chút xíu được mà. Bà chờ con chút nha. Huyền. Dạ. Em nói với sếp á, chị ra ngoài một xíu, lát chị quay lại liền. Ba chị bị bệnh, nhà ba chồng chị cũng gần đây. Dạ, chị cứ đi đi, có gì em nói sếp cho. Chị cảm ơn em. Dạ dạ. Chiêu tương bắt xe ăn thì con này qua đây. Ba. Ba. Ủa, Hiền qua rồi hả con? Sao hồi nãy ba nói ba bệnh dữ lắm mà giờ ba ngồi ở đây chơi cờ? Hồi nãy ba mệt, giờ thấy con qua ba khỏe lại rồi, cũng nhờ con đó. Ba, ba có biết là con xin nghỉ làm để chạy qua chỗ ba không? Con là con dâu của ba. Con nói gì kỳ cục vậy? Nói vậy ta nghe được, ta cười chết luôn á. Hồi nãy ba bệnh thiệt chứ bộ. Vậy nếu mà ba không sao rồi, vậy thôi con xin phép con đi làm. Nè nè nè, nhìn thấy nhà cửa bề bộn vậy đó, hôm qua con giúp cho ba một tay lau chùi rồi phụ tiếp ba, chứ ba làm sao nổi. Nhưng mà bây giờ con đang đi làm mà ba, để hôm khác á con qua con dọn giùm ba nha. Thiệt tình, số tu sao mà nó khổ quá trời vậy không biết. Có hai đứa con dâu, một đứa thì nó coi thường mình, còn một đứa tưởng đâu nó thương mình lắm. Giờ mình nhờ nó chỉ lau cái nhà thôi mà cũng không được. Con không phải là không giúp ba, mà tại vì bây giờ con đang đi. Thôi con đừng nói nữa, đừng nói nhiều. Ba hiểu hết rồi, ba không có trách hờn gì đâu. Thôi bây giờ đi về đi, tự ba làm cũng được. Để ba làm hết cho, ba không có cần đứa nào đâu, phải không? Ba cẩn thận ba. Thôi thôi, đi về đi, ba tự làm được. Không sao, có xỉu thì chút nữa tỉnh lại làm nữa, không có gì đâu. Thôi thôi ba, con xin lỗi mà. Nãy con giận quá, con nói vậy chứ con không có ý gì hết á. Thôi ba, ba ngồi nghỉ ngơi đi. Bây giờ con dọn giùm ba. Cái này là con tự nguyện nghe, chứ ba không có nhờ giả ai hết trơn á. Con đừng có nói với thằng Tâm á, cái thằng ôn dịch đó đó, nó nghe được nó la nó rầy ba nữa. Dạ, con tự nguyện.
Xong một mối. Cũng tại ba làm biếng nấu ăn, thành thử mua cơm hộp, mua đồ ăn ở ngoài. Thành thử ba cái hộp cơm không, vỏ này kia đó, ba bỏ đầy cái thùng rác rồi đó. Con coi gom lại luôn đi con. Phải có người nấu ăn thì nó đỡ biết mấy ha. Nè, lần sau đi qua đây dọn dẹp nhà cửa đó, nhớ mua cái gì xách theo, chứ để đi không vậy bà con làng xóm người ta nhìn thấy nó kỳ lắm nghe. Con dâu mà kẹo quá kỳ lắm. Dạ con biết rồi. Đó, ở cái thau đồ ba ngâm sẵn rồi đó, giặt luôn đi. Dạ. Ôi da, ôi da. Em làm gì vậy? Anh đúng là vô tâm mà. Em vô lý thì có, tự nhiên nổi nóng với anh à. Cái chuyện đó ở công ty, rồi đem về giận cá chém thớt, trút lên đầu anh. Do người ba yêu quý của anh đó. Nè, em ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ba anh cũng là ba em, mà ba anh làm cái gì em? Em đang đi làm, ba gọi điện thoại cho em, nói ba bệnh, kêu em qua gấp. Tới nơi á, thì ba chỉ diễn kịch giả bộ bệnh thôi à. Anh coi có tức không? Ủa ba làm vậy thiệt luôn á hả? Chưa hết đâu nha. Ba còn bác á hả? Là lần sau em qua, em phải mang đồ ăn qua. Đã vậy á, còn bóng gió nói em hả, là không chăm sóc ba, không biết làm dâu, còn so sánh em với con dâu nhà người khác nữa. Ủa, sao chuyện này ba đâu có nói cho anh biết đâu. Ừ, thì đúng rồi. Tại vì ba sợ con trai yêu quý của ba mệt đó, cho nên ba đâu có dám nhờ. Chỉ có đứa con dâu xấu số này nè là phải lãnh hết thôi à. Chứ chị Thúy đó, ba dám gọi điện, ba nói vậy không? Thôi thôi mà em. Thôi, được rồi. Anh xin lỗi nha, anh xin lỗi. Vì ba mẹ phải chịu khổ. Mà nói nghe nè, anh thấy làm con dâu mà qua dọn dẹp cho ba, chuyện đó cũng nên làm mà. Với lại nếu như mà em không biết nấu ăn á, thì em cứ qua nhà má của em lấy đồ ăn đem qua cho ba. Anh nhớ mấy lần trước á, em cũng qua bển rồi lấy một đống đồ ăn về cho vợ chồng mình ăn đó. Anh nói gì vậy? Một mình em làm dâu chưa đủ hả? Bây giờ anh bắt má em phải qua phục vụ tới ba anh nữa. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Trời ơi, anh không có ý đó. Anh cứ suy diễn lung tung. Anh nghĩ như vậy á, chỉ muốn là em đỡ mệt hơn thôi. Anh chỉ biết có mỗi ba anh á thì có. Còn mẹ em thì sao? Mẹ em cũng già rồi, vất vả cả đời rồi. Anh quá đáng vừa thôi chứ. Em thôi đi. Tự nhiên chuyện của ba, rồi đem ra rồi gây cãi với hai đứa là sao? Mà nói thiệt luôn á, nếu như mà em biết nấu ăn như một người phụ nữ khác thì không có xảy ra chuyện nọ chuyện kia đâu. À, thì ra bấy lâu nay anh luôn khó chịu vì cái chuyện là tôi không biết nấu ăn. Anh, vậy tại sao lúc mà trước khi quen á anh không nói vậy đi? Tự nhiên bây giờ lôi cái chuyện này ra nói là sao? Anh không muốn cãi với em nữa. Có thịt áp chảo Pony là ba cân đẻ. Pony áp chảo phả đảo cơm nóng. Pony, em đừng có giận quá bất khôn. Anh đi ăn đây. Anh cãi không lại rồi bây giờ anh bỏ đi đó hả? Đúng là ba nào con nấy mà. Chồng ơi là chồng, ba ơi là ba. Sao bà tôi khổ vậy nè? Xíu, tôi có làm gì đâu mà né tôi hoài vậy? Tôi có ăn thịt ăn cá gì đâu mà né tôi. Nè ông hẹn tôi ra đây có chuyện gì, nói nhanh lên. Ông Sáu này, dám chơi sau lưng của mình ha. Tôi có cái này tặng cho Xíu nè. Tôi không thích. Thì cứ mở ra đi. Tôi không mở. Mở ra đi, tôi đảm bảo Xíu thích liền á. Tôi nói tôi không thích, tôi không mở. Cộng dây chuyền vàng thiệt đó, đảm bảo hàng thiệt, không sợ chảy xi. Thằng cha này chịu chi dữ, mua dây chuyền vàng luôn, vậy là chết rồi. Để tôi đeo cho bà nha. Nè ông, tôi nói cho ông nghe nè, ông và tôi hai người không có chuyện gì xảy ra hết, cho nên từ bây giờ ông đừng có tốn công theo đuổi tôi nữa nha. Xíu, ông làm gì nắm tay tôi vậy? Buông ra. Tôi nói với Xíu nè,
Chỉ có tôi nè, chỉ có tôi mới lo lắng được cho xíu nè. Còn ông ba hả, ông nghèo rớt bùng tơi hả? Bây giờ á, ông còn đi ở nhà thuê kìa. Làm sao mà có tiền mà mua cộng như chuyện đắt giá gì cho xíu được. Vậy rồi sao? Cái tôi cần không phải là những thứ này. Xíu. Công nhận bà xíu này cũng mạnh mẽ dữ ta. Alo, Kiên hả? Ra siêu thị gần nhà gặp chú liền nghe. Có chuyện gấp đó. Làm cái gì mà giờ này chưa tới? Chậm chạp quá. Làm sao làm lớn được? Thiệt tình, giờ giấc kiểu này chết rồi. Bác, có chuyện gì mà bác còn gấp vậy? Cậu làm gì mà chậm quá trời vậy? Dạ, con kẹt xe tại vì con đi xe hơi. Hey. Dạ. Xe hơi hả? Ờ. Dạ, hey. Mà bác gọi con ra đây có chuyện gì không bác? Bộ bé An có chuyện gì hả bác? Không, tôi có một chuyện đang cần nhờ cậu tư vấn cho mua. Dạ. Một món quà tặng cho phụ nữ mà. Ủa mà bác ba đang để ý cô nào vậy hả bác? Chà, bác ba cũng đào hoa quá ha. Bậy bạ không à. Cái này là ơn nghĩa ha. Người ta giúp tôi, bây giờ tôi mua quà tôi tặng lại để đền ơn đáp nghĩa. Vậy đó. À, vậy là bác nhờ đúng người rồi. Mấy cái chuyện này con uy tín dữ lắm. Thiệt không? Dạ thiệt. Bây giờ tôi nhờ cậu tư vấn cho tôi mua một món quà thiệt đẹp để tôi tặng cho phụ nữ ha. Hay là mua túi đi bác ba. Túi xách hả? Dạ, túi xách vừa để phụ nữ mang đựng đồ, rồi cũng giống như là một món phụ kiện cho người phụ nữ mang ra đường vậy đó bác. Vậy hả? Dạ đúng rồi, mua túi xách là thích hợp nhất. Ông hẹn tôi ra đây có gì không? Tôi có món quà muốn tặng cho bà. Quà hả? Bà thích không? Trời ơi, sao mà dễ thương mà đẹp quá vậy. Cảm ơn ông nhiều nha. Mà tôi hứa với ông á, là sau này tôi không có gặp ông Sáu nữa đâu, mà tôi chỉ gặp một mình ông thôi. Bà nói thiệt hả? Ừ. Bác ba, bác ba ơi, bác ba. Hả? Bác ba nghĩ gì mà ngơ người ra vậy? Không có gì đâu, nhưng mà hỏi thiệt nha. Dạ. Cái túi xách vậy nè, nhiêu tiền? Dạ, túi xách mà mua tặng phụ nữ mà coi được được á nghe. Được, giá được không? Giá phải từ 2 triệu trở lên chứ không có dưới đâu. Cái gì? 2 triệu hả? Dạ. Trời đất ơi, nhiều dữ vậy, nhịn ăn cả tháng trời á. Có cái gì ít ít tiền chút không? Đòi ít lại hả? Ừ. Ít quá thì nó không có sang. Chứ nhiều quá không có đâu. Thôi bác đừng có lo, coi như là cái túi sách đó con mua tặng cho bác được không? Coi như là quà ra mắt. Vậy đó hả? Dạ thiệt. Dạ. Ngon nha. Dạ. Đúng là tôi nhìn không có lầm người rồi. Tôi nhìn con người của cậu đúng là hào sảng thiệt nha. Dạ, nhưng mà con có điều kiện. Điều kiện gì? Bữa nào bác ba hẹn bé An ra cho con gặp mặt cái. Được không bác? Được không bác? Được. Đồng ý luôn. An à, hy sinh cho ba mình cũng được mà. Rồi, đồng ý. Dạ, còn chờ gì nữa? Let's go. Bộ túi sách với đâu phải mua lon ghi gô. Dạ đâu có lon ghi gô gì đâu. Chứ mới nói gì? Con kêu là let's go. Let's go là gì? Let's go là mời bác. Trời. Đi thì dạ, cứ nói đi. Đi bác ơi. Bà dạ, đặt get con mời go, bác đi bên này. Dạ. Ủa, Linh. Dạ anh Thắng. Sao em chưa về nữa? Mọi người sắp về hết trơn rồi. Dạ, em chờ xe.
Em đặt xe nãy giờ mà không có được, bị hủy mấy cuốc rồi, không biết làm sao nữa. Mà giờ em đang có chuyện gấp nữa chứ. Giờ này đặt xe khó lắm. Thôi không mấy thì đem cho em quá trang cũng được. Dạ thôi, vậy thì phiền anh lắm. Với lại nhà em xa nữa, nhà em ở quận 4 lận. Quận 4 thì có gì đâu mà xa, anh ở quận 7, cũng tiện đường mà. Dạ, nhưng mà vậy thì phiền anh lắm á. Có gì đâu mà phiền, tiện đường thì anh đưa em về. Không có gì đâu, mình đi thôi. Dạ, vậy cảm ơn anh. Mình đi. Dạ. À Linh. Dạ. Em làm công ty này lâu chưa? Mọi thứ ổn không? Dạ cũng được 3 năm rồi. Công việc thì ổn, có điều sếp hơi kỳ. Trời ơi. Sao em nói như vậy? Tại vì á, lúc mình tăng ca mấy tiếng á thì có tính tiền đâu. Vậy mà đi trễ có chút xíu á, bị trừng 100.000. Trời. Anh thấy á, công ty nào cũng vậy mà. À, lúc nãy em nói là em về nhà có chuyện gấp. Là chuyện gì vậy? À, hôm nay là sinh nhật của mẹ em. À, em phải về sớm á, để cùng ba tổ chức tiệc bất ngờ cho mẹ. Với lại mẹ em cũng đi làm sắp về rồi. Em có hiếu thiệt đó. Chắc là ba mẹ thương em lắm. Đương nhiên là vậy rồi. Có một đứa con gái vừa xinh đẹp vừa vui tính vậy, sao không thương cho được. Em đúng là một cô gái thật là thú vị. Thắng cho em quá giang nha. Cho anh gửi lời chúc sinh nhật tới mẹ em nha. Dạ, cảm ơn anh. Sao vậy? Sao lại ngồi đây? Cô An, cô ngồi tâm sự với con xíu được không? Rồi nói cô nghe đi, có chuyện gì? Cô muốn kết hôn với người có con không? Cô chưa có muốn kết hôn đâu. Mà sao con lại hỏi như vậy? Thì giả sử là cô muốn đi, thì cô nghĩ sao nếu chồng cô có con điên hả? Cô thì thấy chuyện này bình thường, không sao hết. Cô vẫn sẽ yêu thương con của anh ấy giống như con của mình vậy. Tình cảm không được xây dựng trên huyết thống thì phải dựa vào tiếp xúc với nhau. Đúng là chỉ có cô mới chấp nhận được ba con thôi, nhưng mà cô lại không muốn kết hôn. Cuộc đời đúng là ngang trái thiệt mà. Nè, bữa nay con bé này lạ vậy ta. Con nghe nè ba. Con đi ăn với ba nghe. Đi ăn với ba hả? Dạ, giờ con tới liền. Chúc bác thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nghe. Lại rài trước đi, chặn chúng nó tới liền. Dạ.
Ba. Ừ, An hả? Ngồi đi con. Sao nó đây vậy? Đây là cậu Kiên, ở gần đây nè. Hay qua giúp ba, bữa nay ba mời đi ăn cơm chung với ba vậy mà. Cũng phải cảm ơn người ta ăn tiếng với con. Ở đời phải có qua có lại chứ. Nhưng ba có chuyện gì mà ba kêu con tới đây vậy? Ừ, con cứ ngồi xuống đi. Chẳng qua ba cũng muốn ăn cơm với con một bữa. Lâu quá rồi ba con mình không gặp nhau. Ủa, có chuyện vậy thôi hả ba? Sao? Bây giờ muốn ăn cơm với con một bữa cũng không được hay sao con? Bé An, dù sao cũng đã tới rồi thì ngồi đây ăn cơm với bác ba với lại anh đi cho nó vui nha. Lần này thôi nha ba, không có lần sau đâu đó. Rồi rồi, ba biết rồi. Ngồi đi bé. Ngồi đi con. Con nhìn đi, ba kêu toàn những món con thích không đó. Dạ, con mời ba. Mời anh Kiên đi. Anh Kiên nè. Ừ? Mời người ta đi. Cậu Kiên, mời đi con. Anh mời bé An. Anh uống đi. Trời đất ơi, mời hay đủ vậy trời. Dạ không sao đâu bác ba, con vậy quen rồi. Dạ. Vậy đó hả? Dạ con mời bác ba. Bác ba à? Con nghe nói là bác ba nấu ăn ngon lắm đúng không? Biết khi nào mới có cơ hội thưởng thức món ăn ngon của bác ba đây. Muốn ăn phải không? Dạ. Nhưng mà có khen thiệt không đó? Dạ thiệt. Nếu muốn ăn á thì bữa sau cứ qua, thấy không? Dạ. Rồi tôi nấu cho ăn. Dạ. Rồi dạy cho nấu luôn. Mai mốt dạ, con còn nấu cho con ăn ăn nữa chứ. Ba à, anh Kim bận nhiều việc ở công ty lắm, làm gì có thời gian qua nhà mình. Mấy chuyện của ba cứ để con lo hết cho. Con nói thì hay lắm. Từ bữa ba chuyển nhà qua đây tới giờ á, còn có tới đâu. Chỉ có cậu Kiên qua lợi thôi. Alo. Cái gì? Ông Sáu hả? Ông Sáu bị tai nạn hả? Rồi 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 rồi, rồi tôi qua liền, qua liền, qua liền. Con à, ông Sáu bạn của ba bị tai nạn nặng lắm con. Bây giờ ba phải chạy qua bển con sao? Con chở ba đi nha. Thôi khỏi, kế bên nhà đi bộ cái rẹt là tới rồi. Con ở đây chơi với cậu Kiên đi. Cậu cứ tự nhiên nha. Dạ. Để tôi đi qua bển con sao. Ông Sáu ơi, ông Sáu, bác ông đừng có chuyện gì bác đó ba đi nghe. Cẩn thận nha bác. Anh ngon quá ha. Ngon gì bé? Hôm nay anh bày nhiều trò lắm. Dám lợi dụng ba của tôi, kêu tôi tới đây, còn biểu ba tôi nói xạo là bạn bè gặp tai nạn bỏ đi nữa. Rõ ràng là hồi nãy tôi thấy chuông không hề reo, đưa điện thoại lên còn sáng đèn nữa mà. Không ngờ bé An tin mắt vậy. Nhưng mà thực sự thì anh cũng chỉ muốn có cơ hội để đi ăn một bữa với ba An thôi mà. Chỉ là muốn có một cơ bây hội. Bây giờ anh thôi. Còn lo mấy chuyện này nữa hả? Trong khi công ty ông Cường ổng. Thôi mà, đang trên bàn ăn mà còn bàn công chuyện nữa, để khi khác được không? Nè, vậy bây giờ á, bé An không cần phải lo đâu. Cái chuyện của bác ba á, bé cứ giao cho anh. Anh sẽ thường xuyên tới lui để chăm lo cho bác ba. Anh ở gần bác ba mà, không có sao đâu. Cảm ơn anh đã lo cho ba của tôi. Nhưng mà làm gì làm, anh cũng đừng có chiều ổng quá, rồi ổng sinh hư đó. Tôi cũng không muốn anh bị làm phiền hoài. Rõ, sếp. Anh làm gì thế ghê vậy? Đây là lần đầu tiên anh thấy bé An cười tươi vậy luôn đó. Thì trước giờ tôi với anh gặp nhau trong công việc thôi. Mà công việc thì quá mệt mỏi rồi, sức đâu mà cười nữa. Bé cứ yên tâm, từ nay trở về sau á, anh sẽ làm cho bé An cười tươi hơn như vậy nữa. Anh hứa đó. Thấy ghê quá. Ghê gì, chúc mừng bé An. Vì nụ cười tươi như hoa của bé An. Giờ ơi, anh về rồi nè. Anh về rồi hả? Ba về. Ừ. Ba đi
làm về có mệt không? Bữa nay biết hỏi thăm ba có mệt không luôn nè. Giỏi quá ta. Con ở nhà có ngoan không? Dạ có. Ừ. Con chơi tiếp đi. Dạ. Thơm quá vậy. Anh anh lên lầu thay đồ xong rồi xuống phụ em với. Hôm nay em về trễ nên lu bu quá. Em nhìn em kìa, tóc tai nè, cực cho em quá. Cảm ơn anh đã chở em về kịp sinh nhật của mẹ em nha. Món quà này một chút tặng bà, chắc chắn bà sẽ thích. Ông ba. Ờ. Nè, qua đây ngồi đi. Ông ba, mà ông khỏe chưa? Tôi nghe nói mấy bữa trước ông không khỏe, mà tôi ngại mấy đứa nhỏ nên tôi không tới thăm anh. Tôi khỏe rồi. Ừ. Cũng nhờ kế hoạch của bà đó mà mấy đứa con tôi á, nó chấp nhận cho tôi ra ở riêng rồi. Chỉ cần tôi ở trọ một tháng thôi là tôi sẽ có nhà mới. Ủa, thiệt vậy hả? Ừ. Vậy tôi cũng mừng cho ông. Để tôi hối mấy người bạn tìm nhà giúp cho ông nha. Ừ. Nè, tôi có món quà này muốn tặng cho bà. Để tôi cảm ơn bà đã giúp đỡ cho tôi. Thôi, trời ơi, tôi không lấy mấy này đâu. Tôi giúp ông á là chuyện nên làm mà. Có gì đâu mà phải ơn yết quà cáp vậy. Ngại lắm, tôi không nhận đâu. Bà mà không nhận á, từ đại sắp tới tôi không có nhờ bà cái gì nữa đâu. Ờ, nhưng mà tôi có lòng mà bà không chịu nhận thì thôi tôi về. Thôi thôi thôi, được rồi, tôi nhận. Thôi, tôi chiều lòng ông, tôi nhận, được chưa? Từ đầu mà bà như vậy á thì có phải là cả hai cùng vui không? Cảm ơn ông. Tôi mở ra nha. Bà mở ra đi, bà coi có thích không. Đẹp quá ta. Màu cũng đẹp nữa. Mà ông hay nha. Ông á có con mắt thẩm mỹ ghê nha. Vậy nó mới xứng với người đẹp như bà chứ. Ông này dẻo miệng quá. Để tôi mang đi đám cưới, tôi khoe với mấy người bạn. Kiểu gì mấy người đó họ cũng ganh tị cho coi. Ờ. Nè, tôi cảm ơn ông ngang. Sáu ơi Sáu, kỳ này là Sáu thua ba này rồi ngang. Ủa, sao lại đến đây? Không phải là bé An rất thích uống cà phê quán này lắm sao? Ba của bé đã chào bé lại cho anh rồi, mình phải hẹn hò chứ. Nè, tối nay tôi đi với anh cũng là vì ba tôi thôi, chứ không phải là tôi thích anh đâu nha. Bây giờ chưa thích thì từ từ sẽ thích. Ừ? Chắc có chuyện gì hiểu lầm rồi đó bé. Thôi mình vô uống cà phê đi. Không, lái xe đi đi. Nhưng mình tới quán rồi mà bé. Lái xe đi. Tôi kêu anh lái xe nhanh lên, nghe không? Ờ, để anh chạy. Nè, cứ cẩn thận đó. Từ từ thôi. Trời ơi, nè, từ từ. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đi. Ủa,
Anh không phải là người yêu của tôi hả? Cô đi một mình vô quán. Tôi có phải người yêu của cô đâu. Lúc nãy cô vào quán, cô đã uống rượu. Không biết cô buồn chuyện gì nữa. Tôi lấy rượu cho cô uống quá trời luôn. Tôi thấy cô say rồi đó. Để tôi kêu taxi đưa cô về nhà. Chủ quán dễ thương quá à. Cảm ơn. Lên xe đi. Bye. Cô về cẩn thận nha. Đã hoàn thành kế hoạch, anh nhớ chuyển tiền cho tôi trong hôm nay. Bé An có muốn tụi mình đi uống cái gì không? Không, không đi đâu hết. Chở tôi về nhà đi. Thiệt không ngờ mà. Đúng là mấy người nói đạo lý thường sống không ra gì hết. Bực cái mình thiệt chứ. Mà mình cũng ngộ thiệt. Cái chuyện anh thích ai kệ ảnh chứ, liên quan gì tới mình đâu mình bực mình. Bực. Đi ra khỏi đầu tôi. Đi ra. Biến, biến ra khỏi đầu tôi. Biến, biến ra khỏi đầu tôi. Ủa, cô làm gì vậy? Hả? À, cô đâu có làm gì đâu. Con qua nhà cô có chuyện gì hả? Ờ, thì con tính nhờ cô làm mai cho ba con đó. Mà phải cô nào chịu quen đàn ông đã có con nha. Giống như cô An vậy đó. Tìm làm cái gì? Không có cần đâu. Ba con có rồi. Ủa, thiệt hả cô? Sao con không nghe ba con nói gì hết trơn á? Mà sao cô biết vậy cô? Thì chính mắt cô nhìn thấy ba con ôm một cô gái đi từ trong quán đi ra. Hai người rất tình cảm. Còn hôn nhau giữa đường nữa chứ. Hay là cô nhìn lộn ai rồi? Bà còn không bao giờ làm vậy đâu. Lộn sao được mà lộn. Cô nói thiệt cứ nghĩ lại là khó chịu liền. Không ngờ là anh ta lại là cái loại đàn ông lợi dụng phụ nữ say rượu, rồi còn ôm ấp người ta hôn nữa chứ. Đúng là hết nói nổi mà. Còn phải về hỏi ba con mới được. Ừ. Ơ nè, 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 bé Nhi. Nhi ơi, đừng có nói với ba con là cô kể cho con nghe nha. Ba... Trời ơi trời, sao sao mà mình ngu dữ vậy? Ngu nè. Tự nhiên giận quá mất khôn vậy. Trời ơi, lỡ bé Nhi mà kể cho anh nghe thì... Sao giờ này không lên phòng ngủ hay học bài gì đó mà ngồi đây? Nè, cô làm gì nhìn ba lơm lơm vậy? Ba khai thiệt đi, có phải ba đang quen cô nào đúng không? Bậy bạ không à, làm gì có. Nếu như mà không có thì sao có người thấy ba đi ra ngoài quán với một cô, xong rồi hai người hôn nhau nữa chứ? Cô nhìn thấy hả? Không phải con. Nhưng mà có chuyện đó thiệt hả ba? À, chuyện là như vậy. Có một cô gái vô quán của ba uống say xỉn, rồi ba đưa cô đó trả taxi. Cô còn hôn ba nữa, tưởng ba là bạn trai của cô ấy. Thực ra ba với cô ấy không có chuyện gì hết. À,
Vậy mà còn cứ tưởng bà quen người nào không đàng hoàng chứ. Trời, làm gì có. Nè, mày nói với con chuyện này vậy? Thì cô An đó. Cô An hả? Không phải. Con buộc miệng nói mà còn nói dối nữa. Nhưng mà ba đừng có nói với cổ là con nói với ba nha. Tại lúc nãy cổ nói với con á, giọng cổ khó chịu với tức giận lắm. Làm gì khó chịu tức giận? Thì tại cổ tưởng ba là người không đàng hoàng. Nhưng mà giờ thì không phải rồi. Giờ con sẽ báo lại cho cổ biết. Thôi, báo làm gì? Không cần giải thích. Ủa, là sao? Alo, đêm qua em ngủ có ngon không? Ngon hả? Thôi đừng ngủ nướng nữa, thay đồ đi. Anh chuẩn bị qua chợ em đi ăn sáng nè. Nhớ anh hả? Anh cũng nhớ em lắm. Nè, anh kia. Thôi, để lát anh gọi lại nha. Có chuyện gì? Anh nói chuyện điện thoại, làm ơn đi về nhà của anh đi. Mắc mới gì anh qua nhà tôi nói chuyện quan quan vậy? Nhà tôi nắng quá nên qua đây nói chuyện cho mát hơn. Anh có biết là anh nói chuyện quan quan như vậy làm ảnh hưởng tới rất nhiều người xung quanh không? Ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh? Ở đây chỉ có mình tôi với cô thôi. À, hay là cô khó chịu với hạnh phúc của người khác? Ủa, mắc mới gì tôi phải khó chịu với mấy chuyện này hả? Tôi chỉ lo cho an ninh của khu phố này thôi. Đây nè. Thôi được rồi, anh làm được mà. Làm gì đâu, để em chùi cho. Để tự anh làm được. Hù, sáng sớm tình tứ dữ vậy ta. Trời ơi, gặp tôi như vậy thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn bà con hàng xóm bạn bè nữa hả anh ba? Ủa, ông nói cái gì vậy ông Sáu? Cái này là ở tạm thôi, chờ tụi nhỏ, tụi nó đi mua nhà mới cho tôi đó. Ai mà như ông, có tiền mua nhà thì phải có tiền đãi chứ anh ba. Không đãi xui lắm á. Đãi thì đãi, có gì đâu khó. Muốn đãi chịu qua đây. Trời, mồi màn đầy đủ, sơn hào hải vị có hết. Vậy hả? Vậy tôi nói như vậy nha anh ba. Sao? Tôi rủ thêm hai ông bạn nữa. Chứ tôi với anh nhậu không á, buồn lắm. Ông muốn rủ mấy ông thì rủ. Đúng rồi. Rủ với tôi, thoải mái. Nè anh ba, nói được làm được nha. Hồi nào tới giờ tôi có tới dốc tôi gạt ông đâu. Thank you.